Những ngày xưa có nhau buồn vui, những ngày xưa biết bao mơ mộng. Những ngày xưa lấm lem đôi bàn tay, từng ngày mưa nắng thấm đẫm bờ vai. Ta vẫn không quên nhìn về phía trước, dù những lo toan nhọc nhằn vây quanh. Bao phút yêu thương vẫn thắp sáng môi cười, đôi khao khát vươn lên đổi thay đời mình. Hạnh phúc giản đơn là khi ta có nhau. Rồi tất cả chỉ còn là quá khứ, mái ấm ngày xưa xa vắng những nụ cười. Ta mong bơ vơ ôm mãi giấc mơ ông, vậy lấy đời ta chỉ còn là đêm tối. Giờ trong nỗi xót xa chợt nhận ra, ngày tháng bên nhau là hạnh phúc đời mình. Ai nhớ thương ai xin chớ quên đường về, mái hiên nhà xưa đong đầy nhớ lại dở chứng nữa rồi. Xe gì suốt ngày cứ đòi tiền hoài là sao? Bực muốn chết đi à. Sửa xe đi em ơi. Dạ chị bị gì chị? Không biết nó bị hư gì mà chị đạp hoài nó không có nổ. Dạ vậy mời chị ngồi. Em coi giùm cho chị một cái. Dạ. Trời ơi, em còn cái nào chắc hơn cái này nữa không? Dạ, xin lỗi chị. Ê, đạp từ nãy giờ mệt muốn chết luôn à. Nắng nóng quá. Buri hư rồi chị ơi. Em nói thì sao? Dạ em nói cái buri. Trời ơi, em có lộn không đó? Chị mới thay buri hồi tuần rồi mà. Chị thay ở đâu? Lúc người ta thay chị có thấy không? Chứ buri này chắc chắn là buri cũ rồi nè. Nè, chị xem đi, buri này sao mới được. Trời ơi, nhìn cái mặt thằng cha sáng láng vậy mà làm ăn xảo trá thấy ớn luôn. Thiệt là bực mình hết sức. Thôi em thay cho chị cái khác đi, mà coi cái nào tốt tốt nữa nha. Chị yên tâm, dù chỗ em nó nhỏ vậy chứ nhưng mà uy tín lắm chị. Ai vé số đây? Vé số số đẹp chiều sổ đây. Đậu nấu đây, đậu mới vừa nấu nóng hổi đây. Ai mua đậu nấu không? Đậu mới vừa nấu này chị còn nóng lắm chị. Không ăn đâu chị ơi. Vé số đi em. Ê, đậu phộng kia. Chị, mua giùm em mấy lon đi chị. Không ăn đâu chị. Ai vé số đây? Vé số số đẹp chiều sổ đây. Đậu nấu đây. Đậu nấu nóng hổi đây. Ai mua đậu nấu không? Vé số đây. Vé số chiều sổ đây. Số đi, vé số chiều sổ đi. Ai mua vé số không? Đậu nấu đi, đậu nấu nóng hổi đi. Em uống nước đi.
Ê sao mày ra vé số đi. Tao với Lan đang đợi mày. Anh mua giùm em vé số đi anh. Không thì đi ra đi. Có anh ơi tao ngồi mua giùm mấy tờ vé số đi. Vé số chiều sổ đây. Ai mua vé số không? Anh ơi mua giùm mấy tờ vé số nha. Nhỏ này lúc nào cũng để cho tụi mình đợi chờ chứ. Hay là mua đậu nấu đi. Đậu nấu nóng hổi. Đậu mới nấu đó. Không. Vé số số đẹp nè, mua giùm đi chị. Mua đâu chị ơi. Mua giùm đi mà. Chiều nay trúng số độc đắc đó. Không mua đâu. Phim hay quá rồi mày. Nghe em mua giùm chị mấy lon đậu nấu nha em. Không đậu chị mới nấu nóng hổi à, ngon lắm. Mua giùm chị mấy lon đi. Em hay là mua vé số nha. Không mua đậu nấu, mua vé số nha. Vé số, vé số chiều sổ nha anh. Số đẹp lắm anh. Mua chị. Thôi, mua giùm mấy tờ đi anh. Hay là mua đậu nấu nha, không mua vé số mua đậu nấu nha. Không, tôi không mua mà. Nó hoài à. Nó nói Hà nữa. Đợi chút xíu đi. Hai cái con đó lúc nào cũng đợi. Bực mình lắm mày ơi. Lúc mốt tao đi tao không thèm. Dạ, xong rồi chị. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Mà em có cặp kính kính hậu nào xịn xịn chút không? Em thay cho chị luôn đi. Mua dạ, đen chút. Chỗ em không có kính chiếu hậu, nhưng mà nếu chị muốn em chạy ra ngoài mua về gắn vô đây cho chị liền. Thôi, bữa khác thay luôn. Nhiêu tiền em? Dạ, tổng cộng 25.000 chị. Còn nhiêu bo em luôn. Vậy uống cà phê cảm luôn đi chị. Em. Nè, em muốn thu nhập khá thì phải đầu tư vốn. Tiệm gì đâu mà không có phụ tùng thay cho khách thì làm sao mà kiếm lời được. Dạ em cũng muốn lắm chứ chị, nhưng mà không có vốn tụi em cũng phải chịu thôi. Vợ chồng em cũng tằn tiện lắm, nhưng trời cũng chưa muốn cho tụi em giàu. Làm được nhiêu ăn hết bấy nhiêu chị. Chị thấy em tay nghề cũng khá, mà lại lanh lẹ nữa, với lại thiệt thà nữa. Dạ. Thành thử ra là em phải kiếm một số vốn, rồi hả từ từ em sẽ khá hơn đó. Trời ơi, em mà trúng số một cái hả, em sẽ xây ở chỗ này nguyên một cái tiệm lớn thiệt là lớn. Lúc đó chị hả tha hồ mà lựa chọn luôn. Chị hả? Ở đây chị phải cẩn thận, nếu không cướp dữ lắm, nhất là chị đeo vàng như vậy. Nó mà đụng vô ba cái đồ này của chị á hả, nó còn xỉu trước hơn chị. Ủa, sao xỉu vậy chị? Toàn là 9 số 4 không hà, chứ không phải 4 số 9 đâu em ơi. Chị đi nha. Dạ, chạy cẩn thận nha chị. Chị đi nha. Dạ. Chà, hôm nay đi xa sao mà giờ này vẫn chưa về vậy ta? Giờ phải vô bắt nồi cơm cho tụi nhỏ mới được. Đưa đây anh cầm cho. Nhi thương anh Hà nhất luôn á. Anh Hai. Anh đói bụng chưa? Chưa. Em đói hả? Dạ. Thôi em ráng chút nữa đi. Sắp về tới nhà rồi. Bữa nay ba mẹ làm nhiều món ngon lắm đó. Nhi thích ăn cái gì nè? Dạ em thích ăn nhất là đùi gà. Hồi sáng á, em đi học thấy bà Ngọc cầm nguyên cái đùi gà to ơi là to luôn. Em thèm muốn chảy nước miếng. Anh thích ăn cái gì? Anh Hai hả? Anh Hai cũng thích giống Nhí thôi, cũng thích ăn đùi gà. Chừng nào mà ba mẹ có tiền á, anh Hai kêu ba mẹ mua đùi gà cho hai anh em mình ăn ha. Dạ, anh Hai nhớ kêu ba mẹ mua thêm trà sữa trân châu nè, bún bò Huế nè, bánh canh giò heo, cơm chiên trân châu. Phở. Thôi anh Nhí, mình về lẹ đi, để ba mẹ đợi đó. Dạ. Đưa cặp đi, anh cổng cho. Dạ.
chị mua giùm em mấy lon đậu nấu đi chị. Ừ, bán cho tôi một lon đậu nấu đi. Vé số nhiều số đẹp lắm nè chị. À, không mua đâu chị. Dạ. Ai đậu phộng nấu không? Ai đậu phộng không? Bán từ sáng tới giờ mà không được bao nhiêu á. Kiểu này chắc bữa nay cho mấy đứa nhỏ ăn rau muống luộc nữa quá. Sao số mình đen đuổi vậy trời. Còn quá trời luôn mà, thiệt chán gì đâu. Vé số không? Vé số chiều sổ đây. Mua thịt đi chị. Thịt ngon lắm đó chị. Dạ thôi. Cảm ơn chị. Chị, lấy em bó rau muống. Nhiêu chị? Rồi 3.000 chị. Ngày nào cũng ăn rau muống vậy hả? Dạ. Rau muống chị non mà ngon nữa cho nên em thích. Em ơi, xong chưa em? Đây, bánh canh đại dương đây. Wow, à, thôi ngồi xuống ăn cơm. Dạ. Đi. Chanh vô. Trời, ngon quá à. Mẹ nó ngon ghê luôn á. Hay người ta nói người phụ nữ là những người nổi tướng tài ba mà, phong bà. Quá đúng, mẹ con là gương điển hình nè. Vừa tài giỏi mà lại vừa đảm đang nữa. Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi con. Dạ, cảm ơn mẹ. Ăn mừng anh hai bằng món chiên chiên. Ủa, ăn mừng chuyện gì vậy con? Anh hai học giỏi lắm á mẹ. Anh hai mới được bầu làm tổ trưởng của tổ một đó. Chà. Thiệt hả con? Con vừa mới được thăng chức đó hả? Dạ. Dạ, mới sáng hả ba? Nè. Dạ. Thưởng cho con trai của mẹ, giỏi quá đi. Dạ. Làm tổ trưởng phải gương mẫu nghe chưa? Phải học giỏi. Để chi? Để các bạn nó phục con đó. Nghe chưa? Đúng rồi đó anh hai. Anh hai phải học thuộc bài để khảo bài cho mấy bạn. Không được ngủ gật trong lớp. Và đặc biệt là... Là gì con? Không được ăn hiếp em gái nữa. Đúng rồi. Cả nhà ăn đi. Bé Nhí chiên trứng ngon quá. Mừng anh hai lên chức. Bé Nhí sẽ xung phong rửa chén. Dạ, hay quá. Ăn hết đi con. Dạ. Bé Nhí giỏi ghê chưa. Ăn từ từ con, coi chừng nghẹn đó. Làm đàng hoàng cho mẹ coi nè. Gái ngoan của mẹ. Dạ. Xong rồi. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là mai đăng của cha. Ê, bé Nhí hôm nay giỏi dễ sợ luôn anh. Dọn dẹp cho mẹ em đi. Em sẽ là món năng của cha. Em đến trường học bao điều lạ. Mọi niên cười là những nụ hoa. Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ. Em
em ngơi đầu cho nhân vân trời thôi. Ơi con nói kìa, em dọn dẹp mà vậy đó. Hoa hồng nè nè nè, rớt bể bây giờ. Ừ, đâu có đâu, con mua nãy giờ mà đâu có bể đâu. Ừ. À mà mẹ nè, chừng nào mình mới được đi karaoke với ăn lẩu bờ kè vậy mẹ? Lâu quá rồi con không có được đi. Thì bây giờ hai đứa phải học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Ừ. Rồi ba mẹ sẽ cố gắng đưa hai đứa con đi ăn. Đúng vậy. Vậy cuối tuần này được không mẹ? Tuần này á, con với anh hai làm bài kiểm tra được điểm cao lắm á. Hay dạ, là ba mẹ tổ chức ăn mừng cho hai anh em tụi con đi. À, vậy hả? Nếu mà cuối tuần này mà hai anh em con mà học được điểm cao hả, bà hứa sẽ dẫn đi ăn lẩu và hát karaoke được chưa? Thì ông ba. Ê. Đó, mẹ nói rồi thấy chưa? Ngồi yên đó, ngồi yên đó. Anh, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ôi, không có sao đâu. Xê ra đi, chà, đó cái hồn miễn không à. Đau quá. Để mẹ dẹp, đứt tay. Ngồi yên. Dạ. Không có làm được cái gì hết trơn á. Vậy mà còn hát hò nữa thấy chưa? Hư quá đi à. Để mẹ dẹp. Cô Bin nè, đi vòng qua bên kia, lấy cái chổi quét nhà cho mẹ. Ý, anh hai. Trời ơi, bể cái gì mà văn miễn dữ dội vậy con? Còn nữa nè. Ra ngoài, ra ngoài. Để mẹ dẹp. Dạ. Anh ra ngoài luôn ha. Thiệt tình cha con anh á, coi chừng miễn chai đó nghe chưa. Ừ. Đi vòng qua bên kia. Bên nào? Lung lên lung lên tình mẹ tình cha, lung lên cùng một mái nhà, lung lên lung lên. À, em coi con gái em kìa, vừa hát vừa ngủ, mơ làm ca sĩ dữ ta. Anh hả? Sao chiều anh hứa với tụi nhỏ làm chi vậy? Tiền của chúng ta không còn nhiều, tháng này còn phải trả nợ tiền nhà cho tháng trước nữa. Lúc nãy anh quên chuyện nợ tiền nhà, lỡ hứa rồi. Hay là ngày mai mình nói với con để tháng sau đi. À anh à, em cũng dành dụm số tiền để trả nợ cho dì Năm rồi. Nhưng mà nếu cuối tuần đi ăn thì sẽ không đủ. Một buổi ăn như vậy tốn 200-300 ngàn chứ đâu có ít đâu anh. Nhưng mà em thấy tụi nhỏ háo hức quá, em cũng không có nỡ từ chối. Thôi, anh đừng có lo lắng quá. Mình cứ dắt tụi nhỏ đi ăn đi, rồi ráng đi làm kiếm tiền bù vô. Hy vọng ngày mai em buôn bán khấm khá hơn ha. Ờ, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà một mình anh thôi, em đừng có ráng sức quá. Nhìn em kìa, bữa nay anh thấy em ốm quá rồi đó. Nè, em xài qua, bóp vai cho. Thôi, nghỉ ngơi đi anh. Tôi ngủ đi. Lung lên tìm mẹ tìm cha, lung lên lung lên cùng một mái nhà, lung lên cùng buồn cùng vui. Anh sẽ cố gắng. Nhưng mà một mình anh thôi, em đừng có ráng sức quá. Bữa nay anh thấy em ốm quá rồi đó. Mình cũng phải tìm cách giúp ba mẹ chứ. Ủa, anh hai sao vậy? Hả? Anh hai đang nhẩm lên bài lịch sử thôi à, không có gì đâu. Anh hai lúc nào cũng chăm học hết đó. Cho mày mốt ba mẹ khen anh hai quên nhí luôn. Vậy à, hai anh em mình cùng cố gắng ha. Mong éo. Dạ, bé nhí không có chịu thua anh hai đâu. Nhí ơi. Dạ. Anh quên đem cuốn sách rồi. Hay là em đi học trước đi ha. Anh về anh lấy cuốn sách canh chạy lên, khỏi đợi anh ha. Dạ. Dạ. Đi, anh lên liền.
Vé số đây, vé số đây. Ai mua vé số? Vé số đây, vé số đây. Rồi. Vé số đây. Rồi, xe. Anh mua mẹ em tại số đi anh. Mua em. Anh mua mẹ em tại số đi anh. Cô Bin. Đây. Ủa? Con chào chú Tám. Mỏng. Trời đất ơi, tao khổ mày quá. Chú Tám được rồi, Mỏng về vậy đây. Thêm chữ Mỏng gì nói cho nó mỏi miệng à? Bây giờ tao thử hỏi mày, tao gọi mày là Cu Bin. Rồi tao thêm chữ Tiểu. Cu Bin Tiểu mày chịu không? Đi đâu đây? Dạ, bán giấy số này chú. Cái gì? Ăn gì cũng ăn. Bán giấy số hả? Dạ. Ủa sao mày không đi học lại để bán giấy số vậy? Dạ. Lên sĩ. Dạ, tại bữa nay nè đó cô con bị bệnh đố mày chịu được á, cô cho con về sớm với lại chú Tám. Gì? Cuối tuần này nè ba mẹ con cho con với bé Nhí đi ăn lẩu với hát karaoke, bởi vì bây giờ có thời gian rảnh con tranh thủ đi bán, con phụ giúp vô. Ồ, té ra là ba má mày bắt mày nghỉ học đi bán vé số để phụ với ba má mày đúng không? Không có, chú mua giùm con. Đưa tao dạ. coi. Dạ. Mua cho mày mấy tấm. Trời đất ơi, không có số đẹp gì hết trơn, trời à. Thôi được rồi, thấy mày cũng dễ thương, lấy cho mày 2 tấm nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Tám. Khi nào mà tao trúng số độc đắc á, thấy không, tao cho mày tiền, ăn chảo kéo cho mày rớt răng luôn. Dạ. Nè. Dạ. Chú Tám con đi. Dạ. Chú mua giùm con tại số đi chú. Không mua đâu con. Trời ơi, mày nghĩ sao cái nước này mà đi đường vậy? Vậy đó. Là tối nay mình có chuyện mình Tám ở sớm mình rồi. Tính cho kỹ nha, nói chứ để nha. Coi lần này tôi trả một chậu nước nha. Xong sớm mình tới sớm. Ủa xong gì? Thì trong trường anh làm bài tập xong sớm thì anh ra sớm đón em. Ừ, anh hai ơi, cuối tuần này mình được đi ăn lẩu bò kè rồi, em mong tới ngày đó quá. Ừ, anh cũng mong tới ngày đó lắm. Em sẽ được ăn nè của rang me nè, đậu phộng rang nè, rồi rau muống xào tỏi nè, đủ thứ loại luôn á. Bây giờ hai anh em mình về ha. Dạ. Đi. Nè, sao im lặng vậy? Hả? Con đâu có biết gì đâu. Mẹ muốn hai đứa phải nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra. Nè, tại sao con nghỉ học? Tiền ở đâu mà nhiều vậy con? Nói. Số tiền này ở đâu con có hả? Dạ con biết, nhà mình không có tiền. Tháng vừa rồi lấy thiếu tiền nhà của bà Năm nữa. Con muốn cuối tuần này cả nhà mình đi ăn vui vẻ, ba mẹ không phải lo lắng, nên con mới làm vậy. Con xin lỗi ba mẹ. Mẹ biết nhà mình á thiếu trước hụt sau, nhưng ba mẹ không có muốn cho các con phải sớm cực khổ như vậy. Mẹ hứa
ba mẹ hứa sẽ lo cuộc sống cho các con tốt hơn. Giờ con xin lỗi ba mẹ. Lần sau con làm gì nữa đâu. Mẹ ơi, mẹ cứ giữ số tiền này coi như con hùn vốn đi ăn lẩu cuối tuần này nha mẹ. Còn nữa, con nghe lời mẹ dặn nè, từ nay không được tự ý đi bán vé số nữa. Dù cho ba mẹ có cực khổ đến mấy thì cũng lo cho hai con ăn học đàng hoàng. Chỉ cần hai đứa học giỏi á thì ba mẹ vui rồi. Hai đứa biết không? Dạ. Thôi cả nhà ăn cơm đi, quá trưa rồi. Chắc hai đứa đói bụng lắm phải không? Dạ, đói rồi. Ờ vậy hả? Bây giờ con phụ mẹ bới cơm đi. Dạ. Nè, bây giờ mình ăn cơm ở nhà. Nhưng mà hứa ngày mai dẫn tụi con ăn lẩu bờ kè nha. Dạ. Cảm ơn ba. Ba, còn đi hát karaoke nữa đó. Trời ơi, còn karaoke nữa. Karaoke nữa. Ờ, được. Những ngày xưa con nhau buồn vui, những ngày xưa biết bao mơ mộng. Những ngày xưa lấm lem đôi bàn tay, từng ngày mưa nắng ấm đẫm bơi vắng. Ta vẫn không quên nhìn về phía trước, dù những lo toan nhọc nhằn vây quanh. Bao phút yêu thương vẫn thắp sáng môi cười, nỗi khao khát vươn lên đổi thay đời mình. Hạnh phúc gian đơn mà bạn làm ra vẻ nghiêm trọng bây giờ có gì đâu. Ờ, đúng rồi đó. Ờ, nói lẹ đi, không nói á là mình không thích chơi với bạn nữa đâu đó. Thôi, để Nhi nói cho. Mấy bạn có bao giờ đi ăn lẩu bờ kè chưa? Gì? Lẩu bờ kè. Còn đi hát karaoke nữa, mấy bạn có hay được đi hát karaoke không? Trời ơi, tưởng chuyện gì mà kinh khủng lắm, hay ho gì đâu. Mấy bạn cũng ít được đi lắm đúng không? Xin trân trọng giới thiệu, chiều nay á, Nhi sẽ cùng ba mẹ Nhi đi ăn lẩu bờ kè, karaoke nữa. Trời ơi, lẩu bờ kè có gì đâu ghê gớm. Ngày nào á mẹ mình cũng chở mình đi ăn lẩu, nhưng mà ở nhà hàng ai ngờ ăn lẩu ở bờ kè, lẩu bờ kè thú quắc à. Đúng á, lẩu bờ kè thú quắc à. Nhà mình á ngày nào á cũng đi ăn lẩu, chán muốn chết luôn á. Ba mình á còn mua cái dàn máy karaoke về hát luôn á. Quỳnh nói đúng á, thời này á ai mà còn đi hát karaoke nữa chứ. Bạn là nhà quê. Leo leo. Đúng là nhà quê, tụi mình đi. Tụi mình đi. Tiền em. À, hôm nay em cứ đóng tiền nhà trước, khi nào có tiền em dắt hai đứa nhỏ đi ăn có được không em? Không được đâu anh, mình đã hứa với mấy đứa nhỏ rồi, tụi nó háo hức lắm. Thôi để chiều nay em đi bán xa một chút, hy vọng kiếm thêm được. Bữa nay em bán hết rổ đồ phòng cũng không đủ đâu, cũng tại anh không chịu suy tính cho kỹ. Hứa đại với con để giờ em phải lo. Sao anh lại nói như vậy? Anh cũng vì thương con cho nên mới hứa vậy thôi. Với lại lâu rồi tụi nhỏ đâu có được ăn lẩu. Ngày nào ăn cơm cũng đạm bạc, cho nên tụi nó mới thèm đủ thứ như vậy. À em à, giờ anh tính vậy nè em. Mình đi ăn đi, đừng cho hàng xóm biết nhà mình ăn lẩu. Anh sẽ năn nỉ dì Năm cho mình thư thả thêm vài bữa nữa, em thấy được không? Đành vậy thôi. Anh ra ngoài rửa xe đi, em đi bán đi. Được đồng nào hay đồng đó. Để em lấy cáo cái.
tối nay nhà mình ăn gì hả anh hai? Thì ba mẹ gọi món gì anh em mình ăn món đó. Vậy em không được gọi món hả anh hai? Nhưng mà anh nghĩ mình đâu có biết chọn món gì là ngon đâu. Cứ để ba mẹ chọn đi ha. Vậy thì mình để ba mẹ chọn hả anh hai ha. Mà đúng rồi, mẹ nó ăn ngon như vậy thì sẽ biết món nào ngon. Cho nên là tối nay gia đình mình sẽ có một bữa ăn thiệt là ngon luôn. Ba mẹ chọn món ăn rồi. Vậy hai anh em mình chọn bài hát. Nhí thích hát bài gì nhất nè? Em hả? Sẽ hát bài Cả Nhà Thương Nhau. Con Cò Bé Bé. Cho con, em là Bông Hồng Nhỏ. Em tính làm lại show cho em luôn hả Nhí? Rồi em tính không cho anh hai với bà mẹ hát luôn hả? Đâu có, cả nhà mình cùng hát ha anh hai ha. Con chào bà Năm. Con chào bà Năm. Giỏi quá, tụi con mới đi học về đó hả? Dạ. Sao, tuần này có đứa nào được điểm 10 không? Dạ, con chỉ được điểm 9 thôi à. Còn con được 2 điểm 10 luôn á bà Năm. Hai đứa ngoan quá. Cha mẹ tụi con á cực khổ, là chỉ mong tụi con học hành giỏi giang để tụi con thành người đàng hoàng thôi. Bởi vậy hai đứa phải ráng lên nghe không con? Dì Năm. Trời dì ơi, Năm. Có mỗi gì chữ tám kìa. Hai đứa, dì Năm với hai đứa nói chuyện gì mà vui dữ vậy? Trời ơi, coi cái mỏ ổng kìa trời. Còn hai đứa có chuyện gì mà sao hí hửng dữ vậy? Chú Tám. Nói chú Tám nghe coi. Chú Tám có biết có quán lẩu bò kè không chú? Tối nay á, cả nhà con sẽ được đi ăn lẩu bò kè nè. Còn karaoke nữa, vui lắm á chú. Trời ơi, được đi ăn lẩu nè, được đi hát karaoke nè. Chà, ba mẹ tụi bay lúc này làm ăn dữ ha ta. Khá lắm rồi đó, cho chú Tám đi theo nha. Nè, chú Tám nói giỡn đó. Chú Tám phải về nhà ăn cơm với thím Tám, không thím Tám đánh đòn á. Đi với tụi con sao được. Nói giỡn vậy thôi, chọc mấy đứa cho vui vậy thôi, chứ sao chú Tám đi theo được. Thôi đi về đi, ba má nhà chờ kìa, lẹ lên. Dạ, chú Tám đi. Chào bà Năm, chào bà chú Tám. Về đi con. Đi nhí. Dạ con đi. Trời ơi, vợ chồng thằng Trung làm ăn được, tao cũng mừng nữa đó Tám. Thằng sao vậy trời? Bé Nhi ơi. Dạ. Ra coi, đứng lên cho mẹ coi coi. Đó. Ê, cô Bin, đứng đây đợi mẹ. Dạ. Đâu coi coi đẹp không? Nè, nè con mặc cái quần này. Được đó. Được được, áo này với quần này hợp màu nè. Dạ. Đâu coi, đẹp không? Con, không có đồ mới mua, mình mặc đồ cũ mình cũng thấy đẹp con ha. Đẹp chứ bộ. Hai bộ này á, mẹ mua từ Tết năm kia, cũng còn mới chứ bộ. Trời trời mẹ, bộ này đẹp, con thích bộ này lắm mẹ. Con đi thay nha mẹ. Dạ đúng con rồi, thích lắm á. Con cũng thích cái đầm này lắm á. Con mặc vô ai cũng nói con đẹp hết á. Vậy hả? Vậy thì hai đứa đi thay đồ nhanh lên. Mẹ đi soạn đồ cho ba nha. Dạ. Anh ơi. Anh ơi. Đi vào tắm rửa thay đồ đi. Rồi đi nhanh lên, hai đứa nhỏ thay đồ rồi đó. Tuấn lĩnh bà xã. Ông xã dễ thương quá đi. Nhanh lên nha. Ba cho con nhanh lên đó, em chờ đó, em thay xong rồi đó. Gì mà cờ lớn dữ vậy trời. Chứ đi ăn lẩu mà ở bờ kè chứ có phải nhà hàng đâu. Sùm trời đất, phiền phức cả xóm làng người ta vậy đó. Mệt ghê. Trời, như vậy gì đâu, tôi nhắc ghế ra tôi ngồi chứ có gì đâu. Trời, ông lù lù như ma vậy ông. Trời đất, bà dám kêu tôi là con ma hả bà? Mệt. Tối ngày để ý chuyện thiên hạ hoài. Thấy thằng Tuyết á, nó sướng dễ sao sướng luôn vậy đó. Có được một ông chồng á, hiểu tâm lý của vợ chứ đâu như ông. Trời ơi, lấy ông chồng như ông á phát chán. Vợ người ta thì nhìn phát thèm luôn, còn vợ mình muốn kêu công an bắt. Gì? Gì vậy ông nói là tôi nghe coi. Gì? Ngu sao nói lại. Chứ hèn, dám đâu không dám nhận.
Có ông chồng như ông mới chán đời dễ sợ luôn vậy đó. Mà tôi nói thiệt nha, ở đây ai cũng công nhận cái con Tuyết á, là người vợ rất đảm đang, thương chồng thương con, còn nấu ăn ngon nữa. Đã vậy á, nó còn biết buôn bán đi phụ chồng nó nữa. Rồi sao? Ý ông nói nãy giờ á, tôi là một cái con đàn bà hư thối phải không? Cái đó là bà tự nói đó nha. Tôi chưa bao giờ tôi dám mở miệng bà tự nói đó nha. Nhưng mà ông hàm ý như vậy. Nói đã đổ thừa. Hai vợ chồng bay rảnh rỗi quá ha. Ha, có tiền nhà trả cho tôi chưa mà bày đặt gây lộn vậy hả? Chết cha, đau bụng quá, đợi con chút. Dạ. Mày ngồi đó, mày trả tiền nhà tao đi rồi mày muốn đau kiểu nào cũng được hết trơn á. Con buồn ngủ quá Năm ơi. Buồn không ngủ ấy hả? Để sáng tính nha, vợ đếm tiền đâu nổi đâu Năm. Thôi thôi, mày ngồi đó đi, mày ngồi đó đi. Trả đi, mày trả tiền đi rồi mày muốn ngủ kiểu nào cũng được hết trơn á. Muốn ngủ thì đi ngủ đi. Mày im nghe mày, để cho nó trả tiền tao nghe. Đâu đòi nửa đêm nữa hôm thì không biết nữa. Tao bụng cũng không cho tao vô. Để con vô nhà lấy thôi, thêm nha. Mày đếm đi, đưa tao đếm cho, coi có đủ không. Đưa đây. Không, để con đếm chứ sao Năm đếm được. Mày á, ngồi tại đây không có đi đâu hết trơn á. Trời đất ơi, chưa có từng thấy. Anh đếm lại cho kỹ. Thôi trời sót đất ơi. Làm chồng, gì vậy? Chồng phải đếm lại. Vợ tao sợ vợ đó, chồng mày luôn thiệt. Nguyên á, tắc vợ chồng. Có sót tao nào không? Chưa, thôi đưa đây. Nè trời đất ơi, cái gì vậy nè? Vợ phải trực tiếp đưa, nguyên tắc vậy. Dạ đây, gửi Năm. Đủ rồi Năm ơi, đếm gì nữa được rồi. Tối rồi, đi về ngủ đi Năm. Ngủ ngon ha Năm ha. Nhây nhớt, nhây nhớt. Tháng nào cũng vậy hết trơn á. Có nhiều tiền rồi, chửi rủa quá trời vậy đó. Tính sáng mai mua mấy bộ đồ, giờ hết tiền rồi đó. Tại bà, tôi ra đây tôi ngồi được rồi, tự nhiên bà chạy ở đây, bà ngồi rồi bà cãi lộn với tôi làm chi, bà thấy bà chạy ra bà đòi nợ. Anh ơi chắc chín rồi đó, mở nắp giùm em đi. Đây, mở cho. Quá, thơm quá à. Trời, ngon quá à. Ba mẹ ăn đi. Anh, lấy cho bé Nhí giùm em nha. Nè, để mẹ lấy cho cô Bin. Dạ. Dạ. Để bún nghe. Dạ. Con ăn bún không? Dạ. Tí ha. Dạ. Dạ, dạ. Nè. Cảm ơn ba. Anh ăn đi. Ba ăn đi ba. Con ăn nhiều vô nha con. Ngon quá à. Lẩu bò kè ngon như vậy á mà mấy bạn trong lớp con nói không có ngon. Mấy bạn con nói vậy đó hả? Dạ, chắc là nhà mấy bạn nó giàu lắm á, cho nên là ăn hoài thấy ngán. Mấy bạn con nói vậy thật sao? Dạ. Mấy bạn còn nói gì nữa không con? Con thấy lẩu bò kè vẫn là ngon nhất, tại vì ăn vừa vui nè, mà còn vừa được ăn chung với ba mẹ nữa. Nè, cô phục vụ ơi. Dạ. Yeah. Ăn nữa đi con. Anh chị gọi thêm món gì ạ? Kêu thêm bún nữa em. Chị ơi, ở đây có món gì ngon không chị? Ở đây món gì cũng ngon hết. Vậy cha em xào huyết xào tỏi nè, cua rang me, gì nữa ta. Thôi bao nhiêu đó thôi. Rồi tí em kêu thêm nha em. Ba mẹ ăn đi. Con ăn đi. Con ăn đi. Dạ, ăn đi mà. Anh. Được rồi. Anh ăn đi. Ăn đi em.
Trời đất ơi. Em làm cái gì đó? Tôi tính ba cái tiền điện đây nè. Cái gì đây? Dạ. Buồn quá qua chơi với Năm. Chồng bay đâu buồn? Trời, đi nhậu rồi. Nhắc tới chồng, chát. Hai đứa gây lộn được phải không? Không. Thấy chồng người ta ra lăng thấy mà ham. Về thấy chồng mình nó muốn đá cho một đá vậy đó. Chồng ai thấy ham đâu, nói thử tôi nghe coi. Chồng bà Tuyết á, ông Trung đó. Trời ơi. Ít ra chồng con cũng phải vậy. Không có tiền, nhưng mà cuối tuần á thì chở vợ con đi ăn. Thấy ham không? Con mà cứ sống cái kiểu cô đơn buồn tẻ vậy á, chứ còn chết sớm quá Năm ơi. Mày nói với tao á thì có ăn nhầm gì đâu. Mày muốn ăn á thì mày nói với thằng Tám á. Trời, nói ông không có hiểu đâu Năm ơi. Ổng đâu có giống ông Trung đâu. Trời đất ơi. Hồi nãy tới giờ hả, tao nghe mày hả so sánh cái chuyện vợ chồng Trung không à. Bộ ghen hả con? Không phải ghen. Mà bà Tuyết trả tiền nhà cho Năm chưa? Vô duyên. Chưa. Chưa hả? Ừ. Rồi bà có nói là chừng nào bà trả cho Năm không? Có không? Mày làm gì vậy? Là không có đúng không? Mày làm gì vậy? Đúng rồi. Trời đất ơi, con này nó điên chắc. Tiêu rồi. Tiêu cái gì? Đảm bảo tháng này vợ chồng Trung Tuyết thiếu tiền gì Năm cho coi. Không dám đâu. Tháng rồi nó thiếu. Tháng này nó trả đủ luôn. Ai cho thiếu đâu mà thiếu. Trời, cái này á là Năm không có cập nhật thông tin tin tức gì hết á. Tiền ăn lậu á là do cả nhà góp chung. Thằng cu Bi nó đi bán vé số á, đem về góp chung vô cho cả nhà đi ăn, chứ tiền đâu mà có. Mà sao mày biết hả? Trời, đây nè, hai con mắt con còn sáng lắm nha. Chính mắt con thấy. Con thấy rõ ràng cả nhà nó hùng tiền vô 5 ngàn, 10 ngàn, một đống tiền lẻ vậy nè, rồi dẫn nhau đi ăn. Đảm bảo tháng này thiếu là cái chắc luôn. Thiếu rồi phải không? Dạ. Nó thiếu, rồi mày trả chưa? Xoài ngon quá. Năm ăn đi Năm. Xoài này là của tao. Đúng, xoài của Năm. Mà sao có vậy? Thôi con hái, con gọt con mời Năm ăn. Hay quá, tao cấm không được hái, tại sao mày hái? Thì cấm không được hái ăn riêng, nhưng mà con ăn chung mà. Ăn đi Năm, ngon lắm. Trời ơi, con này nó lẻo lượt tao. Sao ngon, sao ngon. Giả mày cái chết quá. Giả đừng giả, ăn đi. Rồi tất cả chỉ còn là quá khứ. Mái ấm ngày xưa xa vắng những nụ cười. Ta mong mơ vỡ ôm mãi giấc mơ hồng. Vậy lánh đời ta chỉ còn là đêm tối. Giờ trong nỗi xót xa chợt nhận ra ngày tháng bên nhau là hạnh phúc đời mình. Anh nhớ thương ai xin chưa quên đường về. Mái hiên nhà xưa đong đầy nhớ thương. Rồi gọi gì?